Trung Quốc vào danh sách đen. Trước cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục trừng phạt các công ty công nghệ Trung Quốc. Thêm 5 công ty công nghệ Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen hôm 21 tháng 6. Trong số này có 4 công ty và một viện nghiên cứu về siêu máy tính. Những đơn vị này cũng chịu trừng phạt tương tự như Huawei, đồng nghĩa với việc không được tiếp cận phần cứng và phần mềm của Mỹ. Vụ Huawei đang giấy lên lo ngại bùng phát xung đột kinh tế trên nhiều mặt trận ngăn chặn không cho công ty Trung Quốc tiếp cận công nghệ Mỹ cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Mỹ buộc phải chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc. Bước đi mới nhất của chính quyền Trump cho thấy sự leo thang trong cuộc chiến thương mại. Ngoài công nghệ nói chung, Mỹ lo ngại Trung Quốc đang vượt mặt mình trong lĩnh vực siêu máy tính. Danh sách top 10 siêu máy tính mạnh nhất thế giới trong những năm gần đây luôn có mặt Trung Quốc, đẩy Mỹ từ vị trí quán quân xuống phía dưới. Được biết, cuộc gặp giữa hai ông Trump và Tập Cận Bình sẽ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 tại Nhật Bản trong hai ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 nhằm tháo gỡ bất đồng giữa hai nước.